Rồi, kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở xã Kim Long. Ở đây này, giới thiệu quý vị một cái vườn trái cây. Đây là sầu riêng này, tốt thế trời. Tốt này sao vặt được. Cao thế trời. Sầu riêng. Điều, cà phê. Sầu riêng này, to. Được thu hoạch rồi đấy. Đây, đất đỏ quý vị nhé, đất đỏ rất là màu mỡ. Cái này nó là 9,1 xào, 9.118 mét vuông. Đấy, gần một mẫu rồi. Đấy, đây là sầu riêng lớn luôn. Nó xuống dưới kia nữa hả anh? Nó giáp ranh với lại cái chỗ trũng kia. Đấy, sầu riêng. Bưởi, đây trồng bưởi, trồng cam, quýt, điều, rồi trồng bơ, đúng không? Thế xuống dưới kia này hết rồi đấy anh? Giáp bên suối kia. Suối này có nước không? Mùa này có nước không? Đâu thử xuống dưới xem coi. Đây là thuộc xã Kim Long. À, chỗ khu vực này là sắp sửa lên thị trấn quý vị nhé. Đây điều này. Suối đâu ta? À đây có cái con suối đây quý vị nhé. Suối này nước chảy đây. Hả? Có suối này. Này đất đai màu mỡ. Đất đỏ luôn. Đây, xã Kim Long. Đây, cách đường nhựa khoảng có 30 mét thôi. Đường ô tô quý vị nhé. Cách đường nhựa trong thôn đấy. Ở 30 mét. Dưới này này. Điều. Đây là cam này. Bưởi này. Đây là sầu riêng này. Đây sầu riêng đây. Đây đang trồng bưởi đây. Chặt đây. Cây ăn trái ở đây rất nhiều. Đây bưởi này. Đây trồng bơ. Bưởi. Bơ tất cả thứ. Đấy, quá là tốt luôn. Cái sầu riêng này to nhỉ. Kìa vú sữa. Đây, bơ này, vâng. Ghép bơ. Đây cả nuôi dê nữa này. Đây gốc bơ kìa. Chuồng nuôi dê. Cái này là ranh giới giữa hai nhà. Dân cư đây mọc san sát nhau. Hay nào nhà vườn quá tuyệt vời luôn. Đây, cam quýt này. Đây là mận này. Mận. Sầu riêng này. Dứa này. Nói chung đây trồng sầu riêng nhiều. Thập cẩm. Kìa, cam. Dứa. Này, đất màu mỡ lắm quý vị nhé. Đất ở Kim Long này rất là đẹp. Đất đỏ luôn. Đỏ au luôn này. Đỏ au luôn.
lấy mấy quả để lên xe cho nó thơm. Cái bơ này. Đó. Mít này. Mít bơ. Đây. Điều. Này, quả rất là thơm. Quả thơm lắm đấy, cầm này. Xào nó kiểu như có dầu. Đây, đây là có nhà cấp 4 ở đây nhé. Tương đối chắc chắn luôn. Có hệ thống nước này. Này, mít này. Này, về cải tạo lên thì rất là đẹp. Cái này cách hồ Kim Long bao xa? Dạ. Chỗ này cách hồ Kim Long bao xa? Chạy xuống đây là tới hồ luôn. À, đây à. Cứ một đường một đi xuống hồ Kim Long luôn. À, đây mít này. Đó. Đây phía ngoài đây. Đây mít này quý vị này. Đó, phía ngoài này trồng rất nhiều mít. Đấy, dọc là mít hết này. Vâng. Vâng, giờ mình đi luôn. Đây đây. Đây đường vào đất đây thì đường ô tô 7 chỗ, 16 chỗ vào được hết. Bên trên là đường nhựa đây. Đấy, cách đường nhựa chỉ khoảng 30 mét thôi là đến đất của mình. Giá chào bán là 5 tỷ quý vị nhé, 5 tỷ. Cây là 9 xào mốt mà có 300 mét thổ cư rồi anh nhỉ? 300 mét thổ cư à. Rất đẹp, đất đai đây rất màu mỡ. Đây, ô tô đỗ đây. Phía bên cạnh thì vườn mít các thứ cũng đẹp ha.